Thưa quý vị, thưa các bạn, mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đã phát triển mạnh mẽ ngay từ những năm đầu khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Các số liệu thống kê chính thức cho thấy, vốn đầu tư của Indonesia và Việt Nam đầu những năm thập niên 1990 tương đối lớn. Tại thời điểm đó, Indonesia thậm chí đứng thứ 5 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong những năm gần đây, mặc dù thứ hạng về đầu tư của Indonesia vào Việt Nam có giảm so với một số quốc gia khác, nhưng kim ngạch thương mại song phương lại tăng trưởng đều hàng năm và sắp tiệm cận mức 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Bộ Công Thương cho biết Việt Nam và Indonesia hiện là thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN. Do đó, từ năm 2013, Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong khu vực. Nội hàm quan trọng nhất của mối quan hệ đối tác chiến lược này chính là mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân của hai quốc gia, đồng thời tạo dựng hợp tác giữa các thành phần xã hội, bao gồm cả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Indonesia và Việt Nam. Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Indonesia năm 2014 đạt 5,4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2015 con số này đạt trên 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2014. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc lãnh đạo hai nước đã khẳng định tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia phát triển theo hướng sâu rộng, thực chất, hiệu quả và lợi ích của nhân dân hai nước, lợi ích của cộng đồng ASEAN đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực thì hoạt động xúc tiến thương mại cũng đã và đang được triển khai sâu rộng. Mới đây, dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Công ty Vinasat, Hội chợ Thương mại Indonesia và Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam Indonesia được tổ chức thành công. Hội chợ Thương mại Indonesia và Diễn đàn Kinh doanh Indonesia được tổ chức với tham dự của khoảng 100 doanh nghiệp Indonesia nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu nổi tiếng của Indonesia, là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, nhà sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp của hai nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác. Đồng thời, đây cũng là cầu nối để tăng cường sự hợp tác, đầu tư và thắt chặt tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng của hai nước Việt Nam và Indonesia. Hội chợ thương mại Indonesia có hơn 100 công ty từ Indonesia tham dự, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu hợp tác kinh doanh của các đối tác Việt Nam. Các nhà sản xuất và kinh doanh đã giới thiệu những sản phẩm tiên tiến với chủng loại phong phú, chất lượng cao như ô tô và phụ tùng, máy móc, năng lượng, điện tử và đồ gia dụng, dệt may, ngân hàng và các dịch vụ đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Doanh nghiệp của chúng tôi là một trong những cái nhà cung cấp máy móc nông nghiệp lớn nhất ở Indonesia, với thị phần chiếm đến trên 70% và với khoảng trên 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng tôi rất là tự tin là có thể giúp các bạn Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam và những người làm nông nghiệp ở Việt Nam có thể tăng được năng suất của mình nếu như sử dụng các cái loại máy móc phù hợp với từng những cái địa thế và từng loại hình đất đai khác nhau của chúng tôi. Có thể nói, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như những kế hoạch giao thương thời gian tới không chỉ với mục đích giới thiệu sản phẩm hay tìm hiểu về các tiềm năng của Việt Nam và Indonesia, mà còn là cơ hội tìm kiếm và xây dựng quan hệ đối tác có lợi ích cho cả hai bên. Lãnh đạo hai nước cho rằng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại được kỳ vọng sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Indonesia và Việt Nam gặp gỡ và khám phá triển vọng thiết lập mạng lưới trao đổi, kinh doanh, đồng thời tận dụng những tiềm năng thương mại to lớn mà Indonesia, đất nước với trên 250 triệu dân và Việt Nam với hơn 90 triệu dân có thể mang lại. Chúng tôi là những người trung gian và là những cái cơ quan đại diện sẽ đưa những người Indonesia tới đây để cho các doanh nghiệp của Indonesia và doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp gỡ nhau, có thể tìm kiếm đối tác, có thể nghiên cứu về cái thị trường của nhau, và từ đó các doanh nghiệp của Indonesia có thể nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam và ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể nhập khẩu các cái mặt hàng của Indonesia. Thì đây là chỉ là một trong những cái hoạt động để nhằm mà thúc đẩy cái quan hệ hợp tác thương mại giữa hai bên. Tôi tin chắc rằng là cái kết quả mục tiêu là 10 tỷ đô la sẽ được đạt được trước năm 2018 chứ không cần phải tới 2018.
Theo thông tin mới nhất của Bộ Công Thương Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu của Indonesia với các mặt hàng cà phê cũng rất lớn, với kim ngạch nhập khẩu năm 2014 từ Việt Nam vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, Indonesia có lượng tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, nên dù sản xuất được nhưng Indonesia vẫn phải nhập khẩu gạo Việt Nam. Trong năm 2016, Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Việt Nam và hy vọng rằng với các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực sẽ góp phần đưa kim ngạch song phương Việt Nam-Indonesia đạt được 10 tỷ đô la Mỹ một năm trong thời gian tới.